Hàng ngàn vip xin chào chị em. Hôm nay thì em sẽ test chiếc nồi cơm này cho chị xem nhé. Mặc dù nó là nồi mới và chiếc nồi này em đã bán rồi nhé. Đã bán cho một bác ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Long Biên Hà Nội nhé. Bác này cũng là bác khách quen mới mua của em một con nồi nhưng mà chưa nhận được, tại vì dịch vụ vận chuyển chưa tới. Bác mới mua 1-2 ngày hôm nay thôi. Thì hôm nay bác đã mua con này rồi. Đúng ra là em cũng không dám test, tại vì nó là nồi mới thì mình không dám test. Thì bác đã mua rồi và được phép, bác cho phép là test nấu cơm cho bác ấy. Tức là bác mua về bác sử dụng thôi chứ không phải là mua về để cất giữ làm đồ sưu tầm chị nhá. Nên là đã hỏi trước ý kiến của bác ấy, bác muốn nấu cơm thì nhiều khi khi mà những cái nồi mới mình nấu á thì nhiều khi nó sẽ bị dơ, bị bẩn một xíu, hoặc là những cái phần kim loại mà nó còn bảy màu nhiều khi nó bị nhiệt độ, ví dụ như những cái trong lòng nồi chẳng hạn, nó sẽ bị không còn nắng bóng như vậy nữa, hoặc là ở bên phần này nó đang mới như này, nhiều khi mình nấu cái nó có nhiệt độ cao á, nhiều khi nó sẽ thay đổi một chút màu sắc này đó. Nên là khi em nấu thì em sẽ phải hỏi, tức là mình sẽ phải hỏi ý kiến của chủ hàng. Thì bác chủ hàng thì bác bảo ok nấu cho bác ấy test, để thứ nhất là bác ấy yên tâm làm nồi hoạt động tốt, thứ hai là em cũng rất là may mắn là bác cho test, tại vì mình sẽ được ăn cơm trước nồi này. Từ bé là chưa ăn cơm chiếc nồi này bao giờ chị ạ. Lần đầu tiên là ăn cơm một chiếc nồi như thế này mà là nồi mới chị nhá. Nên là cũng rất may là bác cho test. Giống như mình được 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 mình được làm phát đầu tiên đấy, kiểu thế. Rồi bây giờ em sẽ cho gạo vào và hôm nay có cơ hội test thì em sẽ test luôn chế độ nấu cơm cháy, xem khả năng nấu cơm cháy của con Toshiba cổ này. Mà còn rất đặc biệt, hai bơm hút chân không này nó sẽ nấu cơm cháy ra sao, nó có cháy hay không chị nhá. Rồi bây giờ em bắt đầu lấy gạo để em cho vào nấu thử. Em cứ lấy bình thường thôi, cái đánh quay mà. Em dừng lại rồi, từ từ, nó bắt đầu tiết đến bước này. À, thấp này xuống xíu. Thôi 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 thôi. Nó đang tắt rồi. Chưa chưa. Bây giờ đang tắt này, bắt đầu dội cái quay này. Thôi, mình lo thôi. Từ từ đầu lấy nước. Quay một đoạn một tí nhỉ. Rất là xinh đẹp. Từ từ bấm nước, từ từ bấm nước. Đang ước lượng khoảng nước xem nó có bị thừa thiếu hay không. Ra nấu ít này bắt đầu nó khó ước lượng nước. À, chiếc máy lọc nước nó vừa chế độ vệ sinh tự động xong anh chị nhé. Rồi bây giờ bắt đầu mình lấy nước để nấu này. Anh chị lưu ý là mình phải lau cái nồi dưới cho nó sạch sẽ nhé, đừng để nước lên bên dưới nhé. Đây làm cho khoảng gần này nước này, không biết nhiều ít nhưng cố gắng sẽ cho bớt bớt nước đi một xíu thì nó nấu cơm cháy nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ em sẽ chọn chế độ cơ nấu cơm cháy gì nhá. Mình sẽ nhấn nút menu 2 lần. Đây nó đang ở chế độ nấu thường thì mình sẽ chọn về chế độ nấu cháy. À, nhấn 2 lần sau đó mình chọn một này, hai này, sau đó mình sẽ chọn cái phím này nó xuống đến chức năng nấu cháy ở gần cuối bên tay phải đây. Ở chức năng nấu cơm cháy này. Rồi bây giờ em sẽ nhấn nấu nhá. Thời gian nấu là 70 phút anh chị nhé. Rồi anh chị vui lòng chờ khoảng 70 phút nữa mình sẽ xem là chiếc nồi này nấu cháy ra sao nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị sau 70 phút nữa. À, khi anh chị nấu thì cái màn hình đèn đèn LED này nó sẽ sáng trong vòng khoảng 15 giây thôi thì nó sẽ tự ngắt đi, chứ nó không có sáng suốt nhé. Chứ nó không sáng suốt trong quá trình nấu đâu, bởi vì nó sẽ phải ngắt đi. Thứ nhất là nó tiết kiệm điện, thứ hai nó sẽ bảo vệ cái màn hình tốt hơn, màn hình không bị nóng. Còn cái này là cái đèn hút chân không thì mới đầu anh chị bấm nấu bắt đầu ấy thì nó sẽ hút chân không, nó hơi kêu è, tức là cái bơm hút chân không trong này, hai cái bơm hoạt động nó sẽ hút chân không và nó sẽ kêu nhá, nhưng nó hút một lúc thì nó sẽ hết. Và trong khi quá trình anh chị giữ ấm ấy, thì lâu lâu nó hút một lần nhá, để nó sẽ hút không khí ra ngoài, nó bảo vệ cơm tốt hơn. Rồi chị sẽ theo dõi xong khoảng tầm 60 à 70 phút nữa nhé. À, chiếc nồi này bắt đầu nấu thì nó khoảng còn khoảng 45 phút bắt đầu nó sôi gì nhá.
Thời gian nấu nó 70 phút thì còn đến 45 phút bắt đầu anh chị thấy nó sôi này. Vào nước nó sợ bốc hơi, đang bốc hơi lên này. Đó, tức là anh chị nấu thì thời gian đầu tiên là 30 phút đầu anh chị không thấy nó sôi nhá. À, đâu khoảng 25 phút đầu tiên đấy, 20 đến 25 phút đầu tiên là mình không thấy nước sôi luôn. Đó, đến khi mà nó còn 45 phút này, tức là nó hết hết 25 phút bắt đầu nó mới sôi. À, và từ lúc 70 phút nó dồn, nó đếm lùi về còn 45 phút thì nó hút chân không thêm 2 lần nữa gì nhá. Em ngồi em đi em canh này. Nó hút chân không thêm 2 lần nữa bắt đầu nó mới sôi này. Rồi, nó đem lại quay tiếp đến khi cơm nó chín. À, chiếc nồi cơm nó đã nấu còn về, nó đang đếm nồi về còn 9 phút nữa chín cơm gì nhá. Thì hiện tại anh chị vẫn thấy nó đang bốc hơi này. Nhưng bốc hơi này thực ra là nó đã chín cơm rồi đó. Chẳng qua trong quá trình 10 đến 15 phút, 20 phút còn lại là nó sẽ đun thêm để cho nó có một cái lớp cháy bên dưới. Em nghĩ là như vậy, còn nó chín cơm thì em nghĩ nó sẽ chín cơm từ những phút 20 rồi. À, còn 9 phút nữa thì nhá, là cơm nó sẽ chín thì em sẽ em sẽ lấy trực tiếp cho anh chị xem là cơm có nấu được cháy hay không. Kết quả anh chị sẽ chờ thêm một ít phút nữa nhá. 9 phút nữa thôi, em bật lên này. Nó đang chuyển sang còn 8 phút rồi anh chị nhé. Rồi nó đã chuyển thông báo còn lại 6 phút rồi nhé. Hơi nó vẫn tiếp tục bốc ra, nhưng đây là không phải là hơi nước sôi nhé, mà nó đang đun để cho nó có nó đun để có nó một lớp cháy ở bên dưới, nên nó tiếp tục những cái hơi nước ở trong nồi cơm nó vẫn bốc ra, chứ nó không phải là còn đầy nước ở trong nhé. Thời gian còn lại là 4 phút anh chị nhé. Rồi mình đang sắp có kết quả nấu cơm cháy của chiếc nồi Toshiba này rồi. Còn 3 phút nữa thôi. Thời gian nấu còn lại là 2 phút anh chị nhé. Em sẽ chuẩn bị một cái đĩa 1 phút. À, khi nó vừa kêu cạch cái là nó mở cái van khóa áp suất anh nhé. Từ 2 phút chuyển về 1 phút nó kêu cạch một cái là nó sẽ mở cái van đóng áp suất lại thì mình sẽ mở nắp vung được. Còn khi còn 2 phút thì mình sẽ vẫn không mở được nhé. Em bật cái đèn led cho nó sáng nhìn dễ nhìn này. 1 phút nữa là chín cơm thôi. Đây em đang chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa để lát em lấy cơm cháy ra nhỉ nhá. Rất hy vọng là nó sẽ có cơm cháy ngon. Đó, cơm chín rồi. Cơm chín nó sẽ báo tít 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 hình như là 6 lần thì phải. Rồi bây giờ em sẽ mở nồi cơm ra để em xem chiếc nồi cơm này nó có cháy hay không có cháy nhá. Khá hồi hộp một chiếc nồi cơm mới. À, cái này là một cái thìa lấy cơm mới nên em sẽ không có sử dụng, em sẽ lấy một cái thìa lấy cơm đang sử dụng của nhà em nhé. Đây, khi mà anh chị nấu cơm xong, tức là nó sẽ hoàn thành chu trình nấu xong thì nó sẽ đây, bật cái đèn led này, thì nó sẽ về cái đèn màu đỏ đỏ này, cái đèn giữ ấm này. Đó, nó nhìn thấy không? Nó hiện cái đèn giữ ấm lên rồi nhá. Rồi bây giờ em sẽ mở trực tiếp cho anh chị xem cơm cháy bên trong nó ra sao. Rồi em sẽ quay sát hơn tí xíu nữa anh chị để nhìn xem nhé. Đây anh chị này, cứ thử xem cơm cháy nó ra sao đây. Em sẽ lấy từ để mình sẽ lấy được toàn bộ cái mê cơm cháy lên. Nhưng mà khả năng con này nó cháy nó không có cứng lắm chị nhé. Nó sẽ hơi có cháy. À, những anh chị nào mà lớn tuổi, những các bác các chú lớn tuổi thì mình sẽ
Cái này mình ăn cơm cháy rất là ok, tại vì cơm cháy nó sẽ dẻo dẻo chứ nó không có cứng nhé, nó không có cứng nhai không không bị đau răng. Chắc phải lấy cả hai cái này đi. Đây. Đây. À, thực ra là cơm cháy con này thì nó cũng hơi vàng thôi chị nhá. Nhưng mà anh chị ăn cơm cháy này rất ngon, nó rất dẻo. Thôi thì chị cơm nó vương vãi đây. Anh chị nha, nó có cháy đó nhưng mà nó sẽ không có được cháy cháy dày lắm đây này. Cơm thì tuyệt vời luôn chị nhá. Cơm thật là quá ngon luôn. Cơm mà siêu ngon luôn này. Anh chị nhìn cái hạt cơm này không, nó không bị vỡ. Nó không bị vỡ, nó không bị nát nhá này. Hạt cơm rất nhỏ nha, hạt gạo nó vẫn nguyên này. Nó còn rất nhỏ chứ nó không có trương phình, nó không có nở bung hạt gạo ra. Đấy là cái tác dụng của cái việc anh chị nấu cái nồi hút chân không. Nồi chân không nó tạo nhiệt độ cao và nó sẽ không, nó sẽ ngăn nước thẩm thấu vào trong cái hạt gạo để làm bung hạt gạo ra. Mà sau nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao vào trong lõi hạt gạo, nó chín từ lõi ra nhé, nó không bị lở hạt gạo tung tóe ra. Rất ngon anh chị nhá. Gạo anh em mua chỉ có 19 hay 18 hay 20 ngàn đó. Còn đây là cơm cháy anh chị này. Có cơm cháy luôn nhá. Đó anh chị ăn cháy này thì nó rất dẻo luôn. Đây này. Anh chị này, nếu mà em cầm nó sẽ thành thành mê cháy thì sao? Đó. Ui, nóng nóng. Nếu chị nấu nấu đầy cơm quá thì nó sẽ không không chua cháy như này này. Nói chung cháy nó sẽ thành miếng khá là ngon. Đó. Cháy này nó dẻo này, thích hợp với ai ăn cháy dẻo dẻo. Còn anh chị là thích ăn cháy giòn thì nó sẽ không nấu được cháy giòn nhé. Rồi, xác nhận chiếc nồi này nếu chị nấu ít cơm thì một lon gạo này, nó sẽ kéo cháy cực kỳ ngon đây. Đây nó cũng thành mê thành miếng luôn này. Này. Một lớp cháy mỏng nó rất rất là ngon. Đó, thì giờ mình nhấc được cả miếng cháy lên này. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị những video sau. À, em thì rất thích test nấu cơm cháy của một số chiếc nồi độc đáo. Em rất hay test anh chị nhé. Con này xác nhận là nó có nấu được cơm cháy chứ không phải không. Nhưng mà nấu ít gạo thôi. Và chọn đúng chế độ cơm cháy giúp em. Đấy, cháy cũng thành miếng đàng hoàng đây. Cơm thì em nói anh chị rất ngon rồi nhá. Em đảm bảo anh chị là con này, những con nào độc độc đáo đáo mà em đã test, mà em đã nói với chị là cơm ngon thì tại vì em rất hay test nồi 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 cơm của Nhật, những cái nồi là em thích này em hay test đó. Rồi miếng cháy này khá nhìn khá rõ ràng đúng không này. Rồi xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị những video sau. Nếu chị thấy video hay và có ích thì anh chị hãy chia sẻ video để ủng hộ kênh giúp em nhé, like và chia sẻ video. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video, nhiều sản phẩm hơn nữa. Rồi, xin tạm biệt, hẹn gặp lại trên những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Đấy, một đĩa cơm cháy rất là to, mang tha hồ ăn. Khi nấu cơm xong mà nó không có dính cơm gì nhá. Đây không phải là cơm mà dính đâu, đây là cái những cái này. Nó giống như là cái bọt cơm ấy chị, đây này. Này. Không phải nó bị dính cơm nhá, này. Nó là cái bọt cơm, nó là cái màng cơm ấy. Đó, này. Chứ không hề phải dính cơm. Rồi rất cảm ơn bác chủ chiếc nồi cơm này đã cho em test chiếc nồi để có cơ hội test cho anh chị em xem chiếc nồi cơm này nó nấu cơm cháy ra sao. Đó, nó vẫn đang để chế độ giữ ấm này. Em sẽ tắt đi nhá. Đó, quá trình nấu của nó là nấu cháy lên mất 70 phút. Cơm cháy khá ngon này, em ăn thử ăn miếng này. Nó thật là cơm rất dẻo vậy ạ. Này, nó dính rất dính luôn này. Hạt gạo nó không bị vỡ, nó không bị nhả nhá. Nó chân không nên là cơm nó rất là dẻo và nó khô chứ nó tức là nó không bị nhả, nó không bị ướt cái hạt gạo nhá. Tuyệt vời luôn, nồi cơm này đúng là xứng đáng đồng tiền mất gạo chị ạ. Rất ngon.
Hôm nay là em là người khai đao chiếc nồi cơm này trước. Rồi, xin mời các bác ăn cơm cháy cùng em nhé. Hiện tại bây giờ là đang là rất khuya rồi, em test cơm cháy cho bác này, em thức rất khuya luôn. Bây giờ là 0:35 phút nhá. Nên là 12 rưỡi đêm rồi. Sáng sáng ngày hôm sau rồi. Mai em sẽ đăng video này lên cho anh chị xem nhé. Đó, chiếc nồi cơm đã test nấu cháy ok mọi chức năng. Chúc bác chủ thớt có một chiếc nồi cơm, chúc mừng bác chủ thớt nhé. Chúc mừng bác chủ mới ngoài Hà Nội đã có một chiếc nồi cơm rất là đẹp, rất là mới. Nấu cơm rất là ngon, dẻo luôn. Cơm cháy có luôn. Rồi, và cảm ơn bác đã ủng hộ kênh bên em, đã ủng hộ sản phẩm bên em.